Tôi dám chắc thứ khó ăn nhất trên đời là cờ rớt chưa tán đổ và món này. Trong top những món ăn du khách muốn ăn thử khi đến Hàn Quốc, sau món bạch tuộc sống thì là ghẹ ngâm tương và ghẹ ngâm sốt cay. Vì Trình còn non nớt chưa được nếm thử cờ rớt nên hôm nay tôi ngậm ngùi thử món này xem sao. Trên đây là hai đĩa ghẹ ngâm tương và ghẹ ngâm sốt cay. Dù là ghẹ chưa được nấu chín nhưng mùi tanh đã được giấu kín, chỉ còn lại mùi thơm của nước tương và hơi hăng nồng của sốt cay. Ghẹ ngâm tương là ghẹ cái, hơi ít thì ngon ở phần trứng ghẹ, thơm béo tan dần trong miệng. Nước tương không bị quá mặn, khá vừa ăn. Phần sốt cay làm rất tốt nhiệm vụ khử mùi tanh. Tanh lắm. Phần nhận xét ở bên trên là tôi copy y nguyên trên mạng về. Trên cảm nhận của cá nhân tôi thì đây là một đống bầy nhầy nhớp nháp, nhìn đã không muốn táp. Tôi thua, nhưng của cái ghẹ phách nên ăn ghẹ vào đầu tháng hoặc cuối tháng âm lịch. Vì vào giữa tháng, trăng sáng, ghẹ không thấy rõ thức ăn, thiếu thức ăn nên ghẹ ít thịt. Còn đối với ghẹ cái, muốn biết có nhiều trứng hay không thì đi mà hỏi con ghẹ được xem thời gian chúng nó giao phối là bao giờ. Con ghẹ 45 cân thì không cần phải hỏi ai cả, nhưng ăn vụng nhớ biết chùi mép.